Người phụ nữ liên tục gọi xin hỗ trợ. Cán bộ xã xuống thăm thì phát hiện trong nhà có cả chục bao gạo, mì tôm. Thời gian qua, nhà nước luôn quan tâm sát sao và có chính sách hỗ trợ từ lương thực thực phẩm đến hỗ trợ tiền mặt, giúp đời sống người dân được cải thiện trong lúc dịch bệnh hoành hành. Từ đó, người dân gặp khó khăn cũng dễ dàng liên lạc qua các kênh tổng đài hay fanpage của địa phương để được hỗ trợ kịp thời. Thế nhưng, có số ít trường hợp như clip dưới đây khiến dư luận có phần nào ngao ngán. Theo những gì được ghi lại thì người phụ nữ đã 5 lần 7 lượt gọi lên tận huyện rồi thậm chí còn đăng Facebook cầu cứu về tình hình thiếu lương thực của gia đình. Ngay sau khi nắm được thông tin, chính quyền xã đã nhanh chóng có mặt xác minh để hỗ trợ kịp thời trường hợp này. Ở phần đầu clip, người phụ nữ đang trình bày khó khăn với cán bộ địa phương. Khi chưa dứt câu chuyện, các cán bộ vào gian nhà trong để thăm hỏi người đàn ông. Đập vào mắt họ là cả chục bao gạo và thùng mì tôm xếp trong nhà. Ngay lập tức, người phụ nữ giải thích, em mới đi xin về, mấy bà Phật tử họ cho gạo đó. Thế vậy, những cán bộ địa phương vẫn ôn tồn hỏi. Vậy gia đình mình đã đảm bảo lương thực đợt dịch này chưa? Như vậy có đủ không? Người phụ nữ lưỡng lự đáp, thì nói chung là cũng đủ, nhưng mà em gọi cho huyện là em xin hồi trước xã có trợ cấp 5kg gạo rồi. Còn cái này là mấy Phật tử người ta cho. Sau đó, cán bộ cũng hỏi thêm về việc tiền nhà nước hỗ trợ chống dịch thì được người phụ nữ cho biết đã nhận đủ 1,5 triệu đồng và dùng số tiền này để sắm sửa sách vở cho con cái. Khảo sát thực tế, gia đình không quá khó khăn như phản ánh, nhưng vị cán bộ vẫn hỏi han và nhẹ nhàng dặn dò thêm. Mình xem có khó khăn như thế nào nữa thì phản ánh để chính quyền biết và hỗ trợ. Từ nay, khi có khó khăn gì thì mình trao đổi với ấp nhé, chứ đừng gọi lên huyện trên đó, mọi người cũng nhiều việc lắm nhé. Đáp lại người phụ nữ ngượng ngùng phân trần. Em biết rồi, nhưng em thấy ở trên huyện đăng tin cho gạo từ thiện gì đó thì em mới mượn Facebook em đăng lên xin. Ngay sau khi được đăng tải, đoạn clip đã nhanh chóng trở thành chủ đề, khiến dân mạng tranh luận không ngừng. Hầu hết đều vô cùng bất bình và không tán thành với những trường hợp miệt mài xin cứu trợ, dù còn khá nhiều gạo và thực phẩm như vậy. Nhiều người cho rằng, nếu không thực sự quá thiếu thốn, xin hãy nhường lại cho những hoàn cảnh khó khăn thực sự để san sẻ và cùng nhau vượt qua thời điểm dịch bệnh như này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật những tin tức mới nhất mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.